một vòng Việt Nam. Come with me, we'll travel around Việt Nam. Gian được thiết kế theo phong cách hiện đại, năng động và đầy màu sắc. Mỗi bức tranh graffiti là một câu chuyện và cũng là điểm check-in không thể bỏ qua. Tất cả đều thể hiện tinh thần Live in Style. Thiết kế sang trọng nhưng rất gần gũi, ấm áp. Cho mình một không gian riêng và thưởng thức một ly cocktail để cảm nhận rõ hương vị biển cả ngay lúc này. Created in Cambridge Beach in the south gem of Phukuok. It's a really new and modern hotel where our guests can truly live in style. We aim to become a hub in south of Phukuok where we create connection between the people, and we have through different aspects. We have a stylish F&B offers around the hotel, and we just make sure that the people can experience the best of the Pearl Island. Vận động viên kayak. Còn rất nhiều điều thú vị ở đây đang chờ Trinh trải nghiệm. Cho Trinh một vé đi về tuổi thơ nhé. Lạc vào một bức tranh sôi động đầy màu sắc. Đắm mình với lễ hội bọt nước vào cuối tuần. Trở về tuổi thơ trong nháy mắt. Buffet tối bên bãi biển ngọt ngào tràn ngập sự lãng mạn. Hãy bỏ túi ngay những trải nghiệm tại đây cùng tôi, cùng Around Việt Nam.